Trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày mới, chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều thông tin được báo chí quan tâm và đăng tải. Thưa quý vị, việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn, thu hồi vốn nhà nước trong năm 2023 vẫn cách xa mục tiêu đề ra. Đó là ghi nhận trên trang 6 tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thông qua bài viết Thất bát cổ phần hóa. Tính đến tháng 10 năm 2023, về tình hình phê duyệt đề án tái cơ cấu, có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo quyết định số 360 của Thủ tướng năm 2022. Về hoạt động cổ phần hóa, không có doanh nghiệp nào hoạt động thoái vốn nhà nước được ghi nhận diễn ra tại 4 doanh nghiệp với trị giá 8,8 tỷ đồng, thu về 19 tỷ đồng. Các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại 7 đơn vị với giá trị là 53,5 tỷ đồng, thu về 206,3 tỷ đồng. Như vậy, có thể nói hoạt động cổ phần hóa thoái vốn, thu hồi vốn nhà nước trong 10 tháng của năm 2023 đã ghi nhận một năm thất bát. Theo ông Hồ Đức Phớt, công tác cổ phần hóa chậm vì nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Do chuyển mục đích sử dụng đất thuê sang đất ở nên không còn địa tô chênh lệch, khiến đất đai của doanh nghiệp cổ phần hóa không còn hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngoài yếu tố trên, hoạt động cổ phần hóa thoái vốn nhà nước cũng còn phụ thuộc không ít vào tình hình của thị trường vốn, nơi mà các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vẫn chưa rõ xu hướng dòng vốn đầu tư tài sản cổ phần, đặc biệt lãi suất trong ngoài nước vẫn đang chênh lệch cao, sẽ cản trở việc tìm kiếm đối tác ngoại, khó đạt được các thương vụ ngoạn mục như là của Sabeco, Vinamilk, Nhựa Bình Minh. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý đăng tải trên các số báo ra vào sáng ngày hôm nay. Những lỗ hổng tồn tại trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi có thể sẽ tiếp tay cho các nhà băng đi buôn bất động sản không khác gì một công ty địa ốc chuyên nghiệp. Đó là những phân tích trên trang 11 tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp qua bài viết Kẽ hở cho ngân hàng kinh doanh bất động sản. Thời gian qua, việc Sài Gòn Bank đã thông báo mời các tổ chức và cá nhân thuê bất động sản của ngân hàng tạo nên các luồng dư luận trái chiều bởi theo Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tổ chức tín dụng không được phép kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, gần đây, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nêu ra một số trường hợp ngoại lệ cho phép ngân hàng vẫn được mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng. Điều này tiếp tục dẫn đến những băn khoăn lo ngại, đây sẽ là kẽ hở cho các ngân hàng đi buôn bất động sản. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, những quy định ngoại lệ này đã bật đèn xanh cho các tổ chức tín dụng có xu hướng mở rộng mạng lưới chi nhánh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng, nhất là xây dựng các tòa nhà cao ốc văn phòng hoành tráng để vừa làm trụ sở, vừa có một phần không nhỏ để kinh doanh bất động sản cho thuê. Dẫn bài học nhãn tiền từ vụ việc ngân hàng SCB, ông Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, vốn chôn vào bất động sản khiến hiệu quả sử dụng vốn giảm. Khi ngân hàng gặp rủi ro, nhà nước lại phải tham gia tái cơ cấu. Do đó không nên khuyến khích ngân hàng đầu tư, kinh doanh bất động sản. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được xếp cấp chứng nhận sổ hồng theo pháp luật đất đai, được bán cho thuê. Như vậy, người mua căn hộ chung cư mini không còn phải thấp thỏm lo không thể bán và sang nhượng được căn hộ nữa. Trên trang 7 báo Đại đoàn kết ghi nhận vấn đề này thông qua loạt bài viết, chung cư mini được cấp sổ hồng, người dân có thêm cơ hội lựa chọn nhà ở. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc quy định các chung cư mini phải đáp ứng các điều kiện cụ thể để được cấp sổ hồng là một sự thay đổi quan trọng. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tinh học và Kinh tế ứng dụng cho biết, trong thực tế đã xảy ra rất nhiều tranh chấp ở các chung cư mini, ngay cả như khái niệm chung cư mini từ trước đến nay cũng chưa thực sự rõ ràng. Bởi vậy, trước khi cấp sổ hồng cho từng căn hộ trong chung cư mini, cần phải làm rất rõ ở nhiều khái niệm, phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, tiêu chuẩn như thế nào được xem là đủ. Có thể thấy việc tới đây, những chung cư mini có đủ điều kiện sẽ được cấp sổ hồng, sẽ đem lại lợi ích cho người mua. Tuy nhiên, những quy định mới này cũng làm nảy sinh nhiều sự lo ngại. Lo ngại lớn nhất với phần đông người thu nhập thấp chính là giá nhà sẽ tăng vọt, khi đó cơ hội sở hữu nhà giá rẻ càng xa vời. Theo luật sư Tô Hà Dũng, đoàn luật sư Hà Nội, nhà chung cư mini là nhu cầu lớn của xã hội. Người có thu nhập thấp vẫn cần loại hình nhà ở này. Khi căn hộ trong chung cư mini được cấp sổ hồng, thì người dân sẽ có thêm cơ hội để lựa chọn nhà ở. Với những trường hợp chung cư mini đã và đang vận hành không chỉ tuân thủ theo những quy định hiện hành, mà còn phải có quy định riêng về việc thanh kiểm tra. Thưa quý vị, được đưa vào khai thác kể từ năm 2014, hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều hạ dài là 245 km đang tồn tại hàng loạt những bất cập như là đón trả khách vô tội vạ, xe máy và người đi bộ ngang nhiên đi vào, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thực trạng này được ghi nhận trên trang 7 báo Lao động qua bài viết Nhan nhản vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động, trong nhiều tháng
Trong nhiều ngày cuối tháng 11 năm 2023, tình trạng đón trả khách sai quy định, phương tiện lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai diễn ra phổ biến. Tuyến cao tốc này đi qua 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Các tài xế không còn xa lạ với cảnh xe máy lưu thông hoặc người đi bộ vượt hàng rào vào cao tốc. Còn tại đoạn nối quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai tới cửa khẩu Kim Thành có rất nhiều xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông. Lối đi tự phát này nằm cạnh đường gom dân sinh, chỉ cách cầu chui qua đường cao tốc để ra quốc lộ 4D vài trăm mét, nhưng nhiều người không đi. Nguy hiểm hơn, nhiều người điều khiển xe máy từ hướng quốc lộ 4D lên khu vực cửa khẩu Kim Thành, đến đoạn cầu vượt tỉnh lộ 156, rồi cắt ngang đường cao tốc, lách qua khe hở giải phân cách để sang phía đường đối diện. Lãnh đạo phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ khẳng định sẽ tăng cường lực lượng xử lý nghiêm vi phạm. Về lâu dài, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các điểm dừng đón trả khách phù hợp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cây cổ thụ, cây di sản Việt Nam không chỉ là di sản của mỗi làng quê, là báu vật quốc gia, mà còn là những chứng nhân văn hóa được gìn giữ từ ngàn đời, làm nên bản sắc Việt Nam. Có được cây di sản đã khó, vậy thì việc chăm sóc, bảo tồn còn gian nan gấp bội phần. Trên trang 13 tờ báo Pháp luật Việt Nam đã bàn về câu chuyện này thông qua bài viết Bảo vệ cây di sản Việt Nam cần xây dựng quy định cụ thể để có thể bảo tồn. Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam VACNE cho biết, cây di sản không đơn thuần là những cây cổ thụ mà còn là những nhân chứng lịch sử văn hóa đất nước của dân tộc, cần được tôn vinh và bảo vệ. Ở Việt Nam, từ năm 2010 đến quý 2 của năm 2023, tổ chức đã công nhận hơn 7.000 cây cổ thụ là cây di sản Việt Nam, thuộc 120 loài tại 56 tỉnh thành của cả nước. Những cây ngàn tuổi gắn liền với ý nghĩa lịch sử văn hóa của đất nước như là đặng rúi 18 cây ở thôn Cam Lâm, đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, trên dưới 1.000 năm, là nơi vua Ngô Quyền làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng, đánh quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Có được cây di sản đã khó, việc chăm sóc bảo tồn còn gian nan bội phần. Do tuổi thọ cao, các cây di sản dễ bị xâm hại bởi sâu bệnh và thiên tai. Có một số cây sau khi công nhận vinh danh đã suy giảm dần về sức sống và bị chết. Theo tổ chức, hiện nay việc bảo vệ chăm sóc cây di sản vẫn do các chủ cây, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư nơi có cây đảm nhận. Hiện chưa có quy chế cụ thể thống nhất và sự phân cấp quản lý trong lĩnh vực bảo tồn, chăm sóc các cây di sản.